Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh của Nguyên. Sau một đợt tuyết thất thường của tháng 3 thì hôm nay nắng ấm đã trở lại Istanbul. Trời rất là đẹp, mình đang ra ngoài. Hôm nay khi dạo trên đường phố thì hoa nở khắp nơi luôn, rất là đẹp. Thực ra cái cây này là cây ăn trái chứ không phải là hoa, nhưng mà nó nở hoa rất là đẹp luôn. Hoa nở khắp nơi trên đường, trong công viên, trên các bến xe buýt, nhìn rất là có không khí xuân luôn. Những cây ăn trái này là mùa này nở hoa nè, tới mùa hè là bắt đầu có trái á. Mùa hè là trái cây ở Istanbul cực kỳ nhiều luôn á. Còn ở vườn nhà mình thì chỉ có cây đào là ra hoa thôi. Còn lại là đây là cây cherry là mới có mầm mà. Còn đây là cây táo vẫn chưa có hoa. Cây lê vẫn chưa có hoa, chỉ có những cái mầm như thế này thôi. Vẫn còn trụi lũi. Hai chậu hoa giấy cũng trơ trụi sau một mùa đông lạnh giá. Chỉ có cây chanh là còn lá thôi. Đây là bằng chứng để thấy rằng là lá bạc hà và lá hành, cây hành là có thể sống qua mùa đông rất là mạnh khỏe luôn. Và cây khoai tây nữa, khoai tây này là ăn xong nó mọc mầm dục á, dục ra đây xong nó lên luôn chứ nó không có chết nha, công nhận hay thiệt. Đó, hành vững vàng qua mùa đông lạnh giá. Bạc hà kinh chưa, tuyết trắng rơi vậy mà không có chết, sống xanh nhờn luôn. Còn đây là củ cải đỏ mình gieo đã mọc mầm rồi nè. Hôm nay mình gieo thêm vài loại nữa. Đấy. Cái này là đất dinh dưỡng, và cái này là hạt giống. Pepper là chili. Trời ơi, bên trong có mấy hạt như thế này. Đây, có 7 hạt và mình đã trĩa như thế này. Lấp đất lại. Rồi, hộp cà chua cũng vậy. Cà chua này, cà chua bi thì phải. Đây, một hộp đất. Và một bịch giống. Còn có thêm cái này nữa. Là cái gì đây ta? Chắc là sỏi đất. Trong hộp cà chua bi cũng có một xíu hạt như thế này thôi à. Mình cũng sẽ trĩa. Đây, mình bắt đầu lấp đất lên. Còn đây là hạt giống của rau rocket. Hạt giống của rau rocket nó bụng giống như là bụi vậy đó. Đấy. Lần đầu tiên mình trồng rau này luôn. Còn đây là hạt giống cải xà lách son. Trời, nó cũng bụng như là bụi vậy đó. Là kim tuyến vậy. Còn đây là hộp hạt giống húng quế. Trồng. Cũng là một bịch hạt giống và một bịch bự đất. Có cái hộp này nữa. Đây, hạt giống húng quế đây. Mình gieo một ít trên cái hộp này. Ra vườn xong thì nhà mình đem em mèo để đi chăm sóc định kỳ. Em mèo này cũng có một mã số được lưu trên hệ thống máy tính. Khi mình nói tên thì bác sĩ thú y sẽ biết được là em mèo này được chích vaccine ngày nào trong quá khứ, được chăm sóc như thế nào, dựa trên cơ sở đó thì họ sẽ có những biện pháp tiếp theo. Nuôi chó mèo cũng rất là mất công đó cả nhà. Để được an toàn chơi đùa với nó thì mình phải đi chích vaccine đều đặn, rồi chăm sóc sạch sẽ để ngăn ngừa các con virus vi khuẩn trên súc vật á, tại vì dù gì nó cũng là vật nuôi mà.
Chưa kể là cũng khá là tốn kém nữa. Cái vết thương trên chỗ đầu này nè, may 5 mũi mà hơn 3 triệu đồng á. Rồi còn chăm sóc nọ kia định kỳ nữa. Aferin sana. Geçmiş olsun. Còn đây là các loại thức ăn dành cho mèo nè. Snack cũng có rất là nhiều loại: bò, gà, cừu, mực, trộn với các loại trái cây như là dứa, dừa. Chiết xuất các loại thảo mộc như là quế, cỏ xạ hương khô, hương thảo, hoặc là ăn bằng hem, hoặc là dầu cá hồi, hoặc là cá trích. Đồ ăn kiêng cho con vật cũng có luôn. Tại vì đối với những con vật hơi mập á, thì người ta sẽ dùng đồ ăn kiêng. Hoặc là đồ hộp như thế này cũng có luôn, rất là tiện. Nhưng mà mình thấy cái túi snack đây là tiện nhất, nhỏ nhỏ như thế này. Lỡ nhưng mà mình đem con vật đi du lịch á, thì mình đem như thế này nó cũng tiện, ăn cũng sạch sẽ nữa. Chứ đồ hộp thì hơi dơ. Còn cái này là vật trang trí, vừa là dây xích mà vừa là trang trí luôn. Đây là khúc xương là đồ chơi của nó đó. Tính ra nuôi chó mèo cũng quá trời công đoạn ấy chứ hả? Phải bỏ thời gian chăm sóc nè, đem đi bệnh viện thú y hàng tuần nè. Đã vậy lâu lâu Hướng Chí cắn lộn với mấy hàng xóm làm phải đi khâu vết thương nữa. Nhưng mà nhìn cái mặt này thì không nỡ bỏ mặt. Chăm sóc mèo xong tới lượt mình cũng đi làm nail nè. Lâu lắm rồi mình mới quay lại tiệm nail á. Tiệm nail, tiệm tóc thì đã hoạt động trở lại bình thường rồi. Nhưng mà nhân viên hành nghề thì khi họ làm việc họ vẫn đeo khẩu trang với lại là đeo mặt nạ để bảo vệ an toàn cho họ và cho khách nữa. Còn đây là chuỗi cà phê Express Lab. Những ai yêu thích những vật dụng bằng gỗ hoặc là đồ trang trí bằng gỗ thì vào đây sẽ cảm thấy thư giãn và thoải mái. Còn đối với mình thì khi vào đây mình có cảm giác gì đó gợi nhớ về cái Coffee House ở Hồ Chí Minh á. Ai ghiền cà phê thì vào đây sẽ rất là thích, mà hầu như dân thổ là ai cũng ghiền cà phê hết. Tại vì ở đây là cà phê thật, xong rồi người ta xay trước mặt mình rồi pha luôn á. Các chi nhánh của cái chuỗi này thì hoạt động rất là mạnh ở Casablanca nè, Istanbul nè, Trabzon nè, Ankara nè, Konya nè, Cairo nè, Doha nè, vân vân. Đối với mình khi vào đây thì mình sẽ chọn trà thảo mộc. Trà thảo mộc là được để bài trí những cái món trà như thế này. Xong rồi mình sẽ chọn các loại bánh tráng miệng và bánh ăn sáng, họ làm cũng khá là ok. Điều mình thích nhất ở đây có lẽ là cái nhịp sống sôi động, rất là nhiều bạn trẻ ở đây, giá cả thì cũng không có quá đắt. Còn đây là nhà hàng chuyên bán các món cá. Ở đây á, có một cái điểm mình thấy lạ là muốn ăn cá là phải ra một cái nhà hàng chuyên biệt, chứ không có nhà hàng mà có thịt rồi có cá nó trộn lẫn nha. Cá là phải ở một cái nơi riêng biệt như vậy đó. Cửa hàng bán cá hải sản, nhà hàng bán cá hải sản là ở một cái nơi riêng biệt, chứ không có trộn lẫn các món khác. Và thường họ sẽ phục vụ món khai vị là bánh mì, salad với lại súp cá. Gia vị để cho vào súp cá là thường là ớt bột với lại là cỏ xạ hương khô. Nhìn chung là cái món súp cá này mình thấy rất là ok, rất là ngon luôn đó. Bánh mì này là bánh mì làm từ bột bắp. Xin mời cả nhà súp cá. Còn đây là món tôm xào bơ tỏi, để lên cái nồi giữ nóng như thế này. Thank you.
Như vậy là video giới thiệu một chút về nhịp sống mùa xuân ở Istanbul của Nguyên tới đây xin được tạm dừng. Nguyên xin cảm ơn cả nhà rất rất nhiều và xin hẹn gặp lại mọi người video kỳ tới nha. Xin chào tạm biệt.